Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tập trung nhân lực thi công các công trình trọng điểm. Huyện Khoái Châu tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân về sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, khắc phục tình trạng thiếu lao động sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội trường Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội đồng Hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Sự gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành, cơ quan báo chí của tỉnh đến dự. Những năm qua, các hội viên Hội đồng Hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. Có nhiều hội viên đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí văn học nghệ thuật toàn quốc. Ngoài duy trì gặp mặt thường niên, hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình, hướng về quê hương để tuyên truyền, cổ vũ các thành tựu phát triển kinh tế xã hội thông qua các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật. Trong năm 2023, hội đã thành lập câu lạc bộ nhà báo Phố Hiến, không chỉ tạo không gian sinh hoạt cho các hội viên mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của mảnh đất con người Hưng Yên. Bản thân tôi đưa bạn bè cũng như là những người đồng nghiệp của tôi về thăm quê hương ấy, thay đổi rõ rệt và những cái nét đẹp của Hưng Yên ấy, có một cái khác biệt, đó là một cái sự bình yên khi những người con Hưng Yên trở về. Có những dịp sự kiện của Hưng Yên là chúng tôi đều theo dõi và hướng về quê hương. Chúng tôi rất muốn không những bản thân mình nghĩ về Hưng Yên, hiểu về Hưng Yên mà chúng tôi luôn truyền đạt cho con cháu mình cũng như những thế hệ mà tôi đã từng gặp gỡ và quen biết, dù làm gì, ở đâu cũng nên hướng về Hưng Yên, đóng góp cho Hưng Yên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của tỉnh năm 2023 với nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực như thu hút đầu tư, an sinh xã hội. 3 năm gần đây thì Hưng Yên đã giải phóng được khoảng gần 3.000 hectare các khu công nghiệp. Đây là một cái điều kiện rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Bộ các đầu tư đánh giá rằng môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư của Hưng Yên hiện nay đang là số 1 của miền Bắc. Năm 2023 thì xúc tiến đầu tư thì các doanh nghiệp FDI ấy, thì đã về Yên khoảng hơn 1 tỷ đô và các doanh nghiệp trong nước thì khoảng hơn 20.000 tỷ. Tức là gần 1 tỷ đô nữa, tức là tổng hai cái nguồn gần 2 tỷ đô thì cũng là một cái số đứng đầu toàn quốc về xúc tiến đầu tư. Phát triển kinh tế cho tỉnh mạnh, tỉnh giàu lên nhưng mà vẫn phải quan tâm đến đời sống của nhân dân. Trong đó có hộ nghèo, hỗ trợ cái bảo hiểm y tế là cho tất cả những người dân Hưng Yên, từ người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, năm nay thì thực hiện cái đó. Những hộ nghèo, những người già, cô đơn không nơi nương tựa mà không có khả năng thoát nghèo thì sẽ nuôi toàn bộ, nuôi trọn đời. Những đối tượng này bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 rà soát lại toàn bộ các hộ nghèo và hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cho xây dựng mới. Cái nhà nào mà hỏng hóc ít mà không nhất thiết phải xây dựng cho sửa chữa. Toàn bộ nó khoảng 1.600 ngôi và hơn 100 tỷ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các hội viên trên cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động báo chí văn học nghệ thuật của mình tiếp tục có những cống hiến, có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí để cổ vũ, quảng bá, động viên đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ngay từ những tuần đầu của năm 2024, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cam kết với nhà thầu, chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân đầu tư công. Đây là tuyến đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên trong 2 năm 2023 và 2024. Nhà thầu là công ty An Phát trong gần 1 tháng sau Tết Nguyên đán đã hoàn thành đắp cát đệm, đắp bù lún, đắp gia tải và khoan cọc.
hiện đang tập trung để thi công các hạng mục trên cầu vượt qua đường cao tốc. Giá trị thực hiện lũy kế đến đầu tháng 3 năm 2024 của hai đơn vị thi công gói thầu này là công ty Thi Sơn và công ty An Phát là gần 150 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch theo tiến độ hợp đồng với chủ đầu tư. Nhà thầu đã huy động từ ngày mùng 4 Tết đến bây giờ, cái phần cầu thì là tăng ca, anh em sẽ làm 2 ca liên tục để đảm bảo từ giờ đến trong tháng 3 này là phải xong hết cái phần cầu. Còn cái phần đường thì về cơ bản thì là cũng hoàn thiện được tất cả những cái phần gia tải rồi. Còn một số cái phần đắp mà ở những cái xử lý bằng cọc xi măng thì hiện tại là cũng sẽ cố gắng tăng ca để từ giờ đến trong tháng 3 này là phải hoàn thiện hết đến đỉnh K95. Tại dự án tuyến đường trục của các huyện, các nhà thầu cũng đang hối hả thi công khi được bàn giao mặt bằng. Bởi những tuyến đường này không chỉ kết nối để xây dựng đô thị trung tâm cấp huyện, thị xã mà còn là động lực để phát triển kinh tế vùng của địa phương. Trong đó có việc xây dựng hạ tầng để phát triển các khu đô thị, khu đất, giãn dân, những phần việc chỉ được thực hiện khi hình thành tuyến đường. Đây cũng là những công trình giao thông trọng điểm của cấp huyện năm 2024 với nguồn vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng một dự án. Ví dụ như tại đường trục trung tâm huyện Khoái Châu, dù chỉ có gần 3 km, song nhà thầu đã huy động 3 mũi thi công với hơn 20 máy móc thiết bị và khoảng 40 công nhân làm việc liên tục. Từ đầu năm, nhà thầu đã tập trung tất cả máy móc thiết bị, dồn nhân lực về và để thực hiện để đảm bảo làm sao xong hợp đồng đến trước hạn hợp đồng. Hiện nay, khó khăn lớn nhất đối với các nhà thầu vẫn là mặt bằng để thi công. Các nhà thầu đều cam kết nếu có 100% mặt bằng sẽ mở thêm các mũi thi công khác để triển khai. Được biết, năm 2024, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là gần 20.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 70% cho các công trình dự án giao thông. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân 2 tháng đầu năm 2024 tại Hưng Yên mới chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả thấp, chưa đạt được kỳ vọng của tỉnh. Nguyên nhân vì có dự án còn vướng vào mặt bằng, giá vật liệu lên cao, khiến cho khối lượng thi công tháng đầu năm chưa cao. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, huyện Ân Thi tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vướng mắc tồn đọng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Năm 2023, huyện Ân Thi đã triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 41 công trình dự án. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 282,16 ha với hơn 3.500 hộ gia đình cá nhân có diện tích bị thu hồi. Trong đó có 27 công trình dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án được nhân dân đồng thuận ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng. Năm 2024, huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn lại, trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các dự án tái định cư, khu vực di chuyển mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đặc biệt là tại những dự án trọng điểm của tỉnh như khu công nghiệp số 3, cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân, đường Tân Phúc Võng Phan, đường 376B. Ngay sau khi huyện Văn Giang di chuyển được 3.053 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 99% để bàn giao mặt bằng xây dựng đường Vành Đai 4, huyện đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án mở rộng, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân để bàn giao cho địa phương quản lý. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 4 khu nghĩa trang để chuyển các phần mộ ra khỏi phạm vi đường Vành Đai 4, các nhà thầu thi công đã đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện công tác thi công đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng gồm nhà tiếp linh, hệ thống tường bao, đường nội bộ. Dự kiến đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng các khu nghĩa trang và bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các dự án mở rộng, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân, huyện Văn Giang đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 khu tái định cư nhằm sớm di rời các hộ dân có phần đất ở nằm trong phạm vi đường Vành Đai 4 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu. Huyện Khoái Châu có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm Dạ Trạch, Đồng Tiến, Đại Hưng, Nhuế Dương, Chí Tân và Bình Kiều thuộc diện bắt buộc sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Hiện cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung làm tốt công tác quán triệt thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, tạo thuận lợi trong triển khai các bước sắp xếp, sáp nhập. 70 năm tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, ông Lê Xuân Sáu ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch vẫn nhớ rõ về thời điểm năm 1956, xã Phạm Hồng Thái được chia tách thành hai xã Dạ Trạch và Thái Hòa. Xã Thái Hòa sau đổi tên thành xã Hàm Tử hiện nay.
Xét về yếu tố lịch sử, 5 trên 6 thôn của hai xã trước kia đều thuộc xã Phạm Hồng Thái. Ngay sau khi nắm được chủ trương sẽ sáp nhập hai xã Dạ Trạch và Hàm Tử làm một và sẽ lấy tên về mốc lịch sử năm 1956 là xã Phạm Hồng Thái, ông Sáu cùng nhiều người dân đều đồng thuận ủng hộ, tích cực tuyên truyền giải thích quy định, chủ trương của nhà nước một cách đầy đủ, chính xác để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Mong muốn của bà con dân, đảng viên làm nào mà cán bộ nâng cao cái năng lực quản lý để sau khi sắp xếp hành chính thì đoàn kết nhất trí để xây dựng quê hương làng xã và ổn định cái cuộc sống kinh tế xã hội của địa phương. Bà con tôi là nhất trí quan điểm của đảng và nhà nước. Tất cả các cái công tác mà xã hội, các cái công trình phúc lợi đường xã giao thông sẽ là thuận lợi hơn ở chỗ là nó sẽ chung về một mối. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có diện tích mới trên 8 km2 với dân số gần 14.000 người. Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính sẽ đặt tại xã Dạ Trạch. Hiện xã đang niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến, đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Chúng tôi đã triển khai họp ban chấp hành đảng ủy để ra nghị quyết thực hiện cái đề án của chính phủ về sáp nhập đơn vị chính mới, tổ chức giao nhiệm vụ và để các chi hội đoàn thể tới vận động tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị chính mới. Theo chủ trương, xã Nhuế Dương sẽ sáp nhập với xã Thành Công với trung tâm đặt trụ sở tại xã Thành Công hiện nay. Ngoài việc thuận lợi về địa lý, lịch sử, cơ sở các công trình đầu tư công tại xã Thành Công đã và đang được triển khai hoàn thiện với quy mô rộng, khang trang đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới. Khi mà sáp nhập sẽ nâng cao được cái hiệu quả về vấn đề quản lý hành chính, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi thì sẽ tập trung hai xã Thành Công và Nhuế Dương họp thống nhất dự kiến đơn vị hành chính mới là xã Nguyễn Huệ theo lịch sử để lại. Thực hiện nghị quyết số 117 ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về kế hoạch sáp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025, công tác sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện nhằm định hướng đến mục tiêu giảm đầu mối cấp xã thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng, dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Vì vậy, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt của các địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính rất cần được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Dự báo trước thực tế trên, nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp nhằm giữ chân công nhân để ổn định sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng. Sau Tết Nguyên đán, Công ty cổ phần may Hưng Vũ trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi bị thiếu hụt gần 60 trong tổng số 450 công nhân, tương đương với khoảng 15%. Nhiều vị trí trong dây chuyền sản xuất vì thế đã bị bỏ không. Lãnh đạo đơn vị này cho biết dù tình trạng này năm nào cũng xảy ra, nhưng sự thiếu hụt năm nay nhiều gấp đôi những năm trước, nên thách thức phải đối mặt là không nhỏ bởi đơn hàng của công ty đã ký đến hết quý 2 năm 2024. Trước thực trạng trên, công ty đã chú trọng giữ chân công nhân bằng cách giảm giờ làm, nghỉ chủ nhật, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách, thậm chí phải chấp nhận giảm lợi nhuận chung và có ưu đãi đặc biệt với những lao động mới tuyển vào. Trong thời gian này, chúng tôi cũng cố gắng đưa ra chế độ tốt nhất để thu hút cũng như là giữ người lao động ở lại để tiếp tục làm việc với công ty, giải quyết những cái đơn hàng mà hiện tại chúng tôi đã đang vào sản xuất. Đàm phán với khách hàng để thêm thời gian giao hàng và cái kế hoạch tiếp theo chúng tôi cũng có những cái đề nghị kéo dài thời gian sản xuất. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay công ty cổ phần Đức Hiếu đóng trên địa bàn xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, đơn vị chuyên sản xuất bao bì phức hợp đã chủ động những biện pháp ngay từ khi công nhân về nghỉ Tết. Nhờ đó, dù sử dụng nhiều công nhân ở các tỉnh xa, nhưng lượng lao động thiếu hụt chỉ khoảng dưới 10%. Dù vậy, để đảm bảo thời gian giao hàng, phương án đầu tiên được đưa ra là vận động công nhân là làm thêm giờ. Một công nhân đảm nhiệm nhiều vị trí, công đoạn sản xuất khác nhau, đồng thời chuyển một số mặt hàng đơn giản có thể làm thủ công về gia công tại các gia đình. Quan tâm đến cái đời sống, cái tinh thần của anh em công nhân,
nó là một cái cơ sở tạo điều kiện, một cái động lực để cho anh em phát triển sự gắn bó lâu dài. Năm nay riêng là lương tháng 13 cộng thêm nửa tháng lương nữa, và người ở xa là có thêm cả chế độ đi xe, tàu xe đi lại. Qua khảo sát, hiện có khá nhiều doanh nghiệp sau Tết rơi vào tình trạng này. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do lượng lớn công nhân ở tỉnh xa về, nghỉ, sau đó không quay trở lại. Một số khác tìm được công việc mới phù hợp hơn. Cùng với đó là hiện có rất nhiều doanh nghiệp mới hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động rất cần người lao động. Với thực tế này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình những phương án ứng phó tối ưu nhất, có lộ trình nhằm đảm bảo việc sản xuất ổn định. Là trường đại học trẻ có tốc độ phát triển nhanh, trường đại học Phenica hiện nay trở thành một trong những trường đại học sở hữu chất lượng đào tạo theo hướng quốc tế và đội ngũ giảng viên thành tích nghiên cứu khoa học top đầu trong hệ thống trường tư thục của nước ta. Với 4 hình thức tuyển sinh, năm 2024, trường tăng 3.500 chỉ tiêu so với năm 2023 và mở thêm 15 ngành học mới. Năm 2024, trường Đại học Phenica có chỉ tiêu tuyển hơn 11.200 thí sinh cho tổng số 55 ngành đào tạo chính quy. Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực cao như cơ điện tử, ô tô, công nghệ, thông tin Việt Nhật, tiếng Trung, du lịch, quản trị khách sạn, logistics hay nhóm ngành thuộc khối khoa học sức khỏe. Nhà trường xét tuyển dựa trên 4 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, xét học bạ trung học phổ thông và xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Là trường đại học đa ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế với chiến lược phát triển theo hướng đại học trải nghiệm đổi mới sáng tạo, trường luôn có khuyến khích tư duy sáng tạo và phát huy tiềm năng của giảng viên, sinh viên bằng nhiều hình thức. Hiện 70% cán bộ giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ, 20% có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Cùng với đó, trường chú trọng xây dựng nhiều chính sách ưu việt cùng cơ sở nghiên cứu hiện đại, chính sách học bổng đa dạng, tạo môi trường học tập chuyên sâu và truyền cảm hứng cho sinh viên. Chúng tôi sẽ chú trọng đến cái ngành hiện nay nó đang có rất là nhiều có những cái gọi nhu cầu từ nhu cầu xã hội này, tiếp theo từ những cái chiến lược phát triển của nhà nước, ví dụ như ngành bán dẫn, kinh doanh số, rồi kinh tế số, marketing, những cái ngành mà liên quan ngành nội y học khoa sức khỏe, ví dụ như là ngành quản lý bệnh viện, ngành y học dân tộc cổ truyền, hay là ứng dụng những công nghệ thông tin hay là ứng dụng công nghệ cao trong ngành y. Thì một cái điều rất là quan trọng đó là đầu tiên đội ngũ thì chúng tôi cũng mời tuyển dụng thêm những thầy cô giáo giỏi từ nước ngoài về hoặc từ trong những cái trường học hoặc những cơ sở có uy tín. Tiếp theo chúng tôi cũng vừa tuyển dụng những cái đội ngũ những cái thầy cô mà có kinh nghiệm, chuyên gia mà sống từ doanh nghiệp. Bên cạnh cái về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đầu tư những cái trang thiết bị thí nghiệm để phục vụ để đảm bảo đầy đủ cho những cái phần các trình đào tạo mà mới mở thêm. Thời gian qua, các địa phương ở huyện Tiên Lữ đã chú trọng đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Ngoài ngân sách nhà nước, nhiều địa phương đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để đầu tư và xây dựng. Cụm di tích đền thờ vua Ngô Quyền trên địa bàn thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ được xây dựng mới và khánh thành vào năm 2023 là một điển hình trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng. Với số tiền trên 20 tỷ đồng từ sự đóng góp của nhân dân và các nhà hảo tâm, xã đã đầu tư xây dựng và tu bổ nhiều hạng mục gồm nhà chính điện thờ vua Ngô Quyền, nhà thờ Thành Hoàng Làng, nhà thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và nhà khách kết hợp để sắp lễ. Để làm tốt xã hội hóa xây dựng đền, chúng tôi có nghị quyết của ban thường vụ cũng như là triển khai tới các ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi những người con quê hương ở khắp mọi miền tổ quốc xây dựng ngôi đền này. Thì sau khi có những lời kêu gọi đó thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều người con quê hương đã hướng tâm về, nhất là gia đình ông Vũ Phi Hổ là người con quê hương cũng đã công đức đầu tư trên 20 tỷ đồng cùng với cả những người con quê hương khác nữa để xây dựng nên ngôi đền này khang trang. Bên cạnh việc kêu gọi nguồn kinh phí xây dựng di tích lịch sử cấp quốc gia như đền Đậu An, đền Già, đền Vương, đền Nghĩa Chế, đền thờ tướng quân Hoàng Hoa Thám thì 100% di tích lịch sử địa phương đều được chính quyền tích cực triển khai xã hội hóa. Các xã huy động từ nguồn xã hội hóa từ 500 triệu đồng trở lên. Thị trấn Vương, xã Dị Chế, An Viên, Thiện Phiến và xã Minh Phượng. Chỉ riêng thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng, nhân dân đã đóng góp trên 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng đền Đàm Thiện. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.